ơi con xin cha đầy làm ơn cha hãy tỉnh lại đi cha. Nhìn cha nằm trên giờ bất tỉnh, con thấy oán hận bản thân mình. Con ước con không làm cho cha buồn, con ước mặc kệ người đời khinh. Lời nói trêu chọc con sẽ bỏ ngoài tai, mở mắt nhìn con đi mà. Cha ơi con xin cha đầy làm ơn cha hãy tỉnh lại đi cha. Chưa là anh không biết anh nên yêu hay là ghét em nữa. Tại vì bố anh cũng mất ngay trước mặt anh luôn. Tất cả mọi thứ nó thể hiện hết trong em, cách em dẫn dắt câu chuyện, dẫn dắt cả cái sân khấu này đi theo cảm xúc của em. Và bây giờ mọi thứ rất là rõ rệt, rõ nhất là những giọt nước mắt của anh. Các anh chân thành. Em cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thí sinh đến từ Hà Nội, Hydra. Em xin chào anh Trần Thành, hai vị giám khảo và bốn vị huấn luyện viên ạ. Cùng tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay ạ. Cảm ơn. Có hồi hộp gì lắm không? Có. Bạn tên gì? Em tên là Dương Yến Thành, em đến từ Hà Nội và rap name của em là Hydra. Em ở trong OG Gang. OG Gang. Bạn theo rap được bao nhiêu năm rồi? Em theo rap được đến nay là 8 năm, từ năm 2011. Vậy là lâu rồi đấy. Thoải mái nào, nhẹ nhàng á, mệt không? Ăn cơm chưa? Em ăn rồi ạ. Em có cần một tí Pepsi vị chanh không calo không? Dạ vâng. Mặc relax lên em ơi, mặc relax lên, mặc căng thẳng quá. Cười phát xem nào. Đó không sao đâu, tại vì bài nhạc em sắp diễn thì cũng là một bài nhạc buồn ạ. Tự nhiên cái bài người ta buồn biểu người ta cười. Thật là buồn cười. Thưa quý vị, và đây là Hydra. Làn da cháy nắng, vai cùng nhấp nhô, cuống đôi chân, ông đập qua mắt khô khờ, giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa cơm no, chiếc áo mới đến trường, đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ tránh cha cờ hàn, nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Sinh ra tôi đã không có mẹ, sống cùng người cha không biết nói. Cha tôi cầm điếc không thể nghe từ cha chưa từng có một tiếng gọi. Và trong suy nghĩ non nớt, tôi luôn nghĩ mình phải chịu thiệt thòi. Là người ủy mị hay dân hờn, ước có người cha biết nói. Mặc kệ những điều cha dạy bảo, mặc kệ cha giận như thế nào. Bạn bè trêu chọc tôi đố cha cầm dao lưng dòng chữ như vậy vào. Nhưng đâu ai hiểu, tình cảm yêu thương là những điều tôi còn thiếu, tôi muốn hét với cả thế giới. Người cha cầm rất nhiều, rồi ngày sinh nhật tôi không về, mặc kệ cha đang chờ với chiếc bánh gato còn trên bàn, cùng tấm thiệp giang dở, vì nghĩ chẳng có gì đáng nhớ. Tôi khóc rồi mắt lại càng mờ, hạnh phúc là điều tôi hằng mơ, nhưng thực tế chỉ làm tôi hoảng sợ. Đôi khi im lặng bao điều tình yêu thể hiện bằng hành động, nhưng con non nó hiểu được bao nhiêu. Làm điều ngu ngốc để rồi ân hận, nhưng có lẽ cũng đã muộn. Một lần được nói lời yêu với con là cả những gì mà cha muốn. Mãi mê học đòi cùng cháu người, mà con nào biết cha hào gầy. Lánh xa người cha già cơ hàng, vì lo sợ chúng bạn cười chê. Quang lúc mơ hết lý trí, quên đi những điều ấy từng mong. Tôi để giận dữ lên chỉ vì cắt cổ tay để máu trên từng dòng. Thời gian đó bỗng nhiên nên ngừng đau, trời ban cho sinh mạng và sức sống. Làm tất cả rồi cực nhau, tình cảm của cha là thực lòng. Cha đã lấy máu của mình một dòng máu ấm để cứu sống con. Để đến bây giờ khi con tỉnh dậy thì nay cha đã không còn. Tự trách mình tại sao ngu dốt, tự anh hình là điều dại dột. Cứ giữ cạnh mình ác cảm về cha, nhưng chính là cha giúp con sống sót. Nhìn cha nằm trên giường bất tỉnh, con thấy oán hận bản thân mình. Con ước con không làm cho cha buồn, con ước mặc kệ người đời khinh. Lời nói trêu chọc con sẽ bỏ ngoài tai, mở mắt nhìn con đi mà. Cha ơi con xin cha đầy làm ơn cha hãy tỉnh lại đi cha. Nhìn cha nằm trên giường bất tỉnh, con thấy oán hận bản thân mình. Con ước con không làm cho cha buồn, con ước mặc kệ người đời khinh. Lời nói trêu chọc con sẽ bỏ ngoài tai, mở mắt nhìn con đi mà. Cha ơi con xin cha đầy làm ơn cha hãy tỉnh lại đi cha. Giáng cha giờ đây đã khó xa, còn cha là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau nặng nề mình xéo con, chỉ mong được thứ thứ một lần. Giáng cha giờ đây đã khó xa, chỉ là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau hoàng tên rời xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Ca sĩ Anh Tú và Mia đã hỗ trợ cho bạn. Xin cảm ơn DJ Mia. Wow. Một tràng vỗ tay cho hai trò.
có những cái lời vừa rồi nó đến từ một câu chuyện mình đã chứng kiến hay nó đến từ mình? Câu chuyện của em viết thì dựa trên một bộ phim của Thái, bộ phim Người Cha Câm ạ. Cha tôi đã không có mẹ, sống cùng người cha không biết nói. Cha tôi câm điếc không thể nghe từ cha chưa từng có một tiếng gọi. Và trong suy nghĩ non nớt, tôi luôn nghĩ mình phải chịu thiệt thòi, là người ủy mị hay dân hơn. Ước có người cha biết nói, mặc kệ những điều cha dạy bảo, mặc kệ cha giận như thế nào, mặc kệ cha... Thì tôi không biết là nó là một cái chuyện xảy ra với ai, nhưng mà dù gì đi nữa, bạn làm cho tôi xúc động đấy. Thế ở ngoài đời thì bạn với gia đình mình thế nào? Em với gia đình của em cũng khá ổn ạ. Không lẽ chỉ có cái bộ phim đó nó mang đến mình xúc cảm mãnh liệt để mình viết ra cái bài này à? Thế cuộc sống của bạn, bạn đã từng trải qua những cái thăng trầm như thế nào để mình có được những cái lời lẽ? Mình phải tích cực hóa cái từ này bạn nhé. Đó là hơi điên rồ. Tại sao mình lại có những cái từ nó khá là điên rồ như vậy? Thực ra thì đây là bài nhạc mà em viết từ 6 năm trước. Bài nhạc này là sau khi em xem 3 lần Người Cha Câm thì em cảm thấy là mình rất là muốn viết lại cái bài nhạc này. Bộ phim này rất là cảm động. Vị huấn luyện viên sao chứ tôi thấy bạn đúng là một nghệ sĩ thật đấy. Em cảm ơn anh ạ. Em xin phép nói trước được không ạ? Mời bên gì? Trước là anh không biết anh nên yêu hay là ghét em nữa. Tại vì bố anh cũng mất ngay trước mặt anh luôn. Thì lúc đầu anh nghĩ là nếu mà đó là câu chuyện của em thì có lẽ anh đang ở trên đó với em, anh đứng ngay bên cạnh em. Nhưng mà nó tác động rất là mạnh đến với anh, từng câu từng chữ. Anh nghĩ đến khi mà em đã điều khiển được cái cảm xúc của mình và em bỏ nó vào âm nhạc thì tất cả những cái kỹ thuật khác nó đều không quan trọng nữa hết. Và em là một người kể chuyện rất là điêu luyện. Anh cảm ơn em vì điều đó. Cảm ơn anh ạ. Hay đấy. Caric thì sao? Tôi thấy Caric là cái người mà lựa chọn bạn ngay từ những cái chữ đầu tiên được phát ra. Anh không biết phải nói gì với em. Tại vì ngay từ những câu rap đầu tiên của em đã khiến cho anh nhớ tới một vài chuyện thôi. Nhưng mà đó là một sự thành công mà anh nghĩ bản thân em cũng không ngờ tới. Nói về khả năng của em đi, mọi thứ rất đơn giản. Nó đơn giản như cách em mặc đồ và con người của em ở trên sân khấu bây giờ. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó thể hiện hết trong của em. Cách em dẫn dắt câu chuyện, dẫn dắt cả cái sân khấu này đi theo cảm xúc của em. Và bây giờ mọi thứ rất là rõ rệt, rõ nhất là những giọt nước mắt của anh. Cảm ơn chân thành. Cảm ơn anh ạ. Không, mà nó buồn cười là ngay cả từ cái lúc bạn bước ra nó cũng đã đơn giản rồi. Thí sinh khác thì sẽ ra cũng sẽ có phong cách, sẽ dồ, sẽ dè các thứ. Bạn đi ra thì bình thường, hất cái tóc cái vài và thi thôi. Thường thì những cái người mà người ta có sẵn cái nội dung bên trong thì người ta sẽ không cần phải thể hiện quá nhiều những cái động tác bên ngoài ra. So boy, em nghĩ gì về bạn? Sau khi mà Su biết là cái câu chuyện này không phải là của em thì Su cảm thấy là mình chọn thật là đúng. Tại vì ở trên đời mình cần rất là nhiều người kể giùm cái chuyện mà người ta không thể nói. Và em đem tới cái cảm xúc đó cho tất cả mọi người ở đây, là ai cũng hiểu được cái người con đó cảm thấy như thế nào khi có một người cha như vậy. Và cái tình thương nó rất là lớn. Thì nó cho thấy là cái sự đồng cảm của em nó thật là rộng. Phải nói là vậy, em có một cái sự nhạy cảm của nghệ sĩ, và hơn nữa cái tài năng của em, nó hai cái đó nó cộng lại thì nó đem được cái message này cho mọi người. Và thật sự cảm ơn em. Cảm ơn chị ạ. Cho hỏi là vì sao Huawei lại không lựa chọn bạn? Thật ra thì Huawei bị đứng hình, không biết phải giải quyết cái trường hợp này như thế nào. Trước đây là Huawei với Caric có một bài tên là Người Số 1. Huawei đưa cho mẹ nghe, sau đó mẹ Huawei khóc. Bởi vì trong cái bài nhạc đó, Huawei đã nói không tốt về người cha của mình. Thì bằng cách nào đó, ba Huawei nghe được cái bài đó, hai cha con có vẻ như là không hòa hợp với nhau cho lắm. Thực sự cho tới thời điểm hiện tại, Huawei cũng không biết là sẽ phải làm như thế nào. Huawei cũng có xin lỗi cha của Huawei rồi. Nhưng mà cho tới hiện giờ thì hai cha con cũng không có nói chuyện với nhau được. Bà có hối hận về cái điều bạn đã làm không? Điều Huawei đã làm rồi, Huawei không có hối hận được. Chỉ là Huawei biết là một khoảnh khắc nào đó, giống như Bin, Huawei sẽ muốn yêu thương người cha của mình nhưng mà không thể nữa. Cho nên là cái nội dung đó nó rất là hậm vô cái con tim của mọi người. Rất là đồng cảm với bạn.
Và thưa quý vị, đúng là trong tình yêu đôi khi nó có cái sự bao dung, và cái điều đó nó là cái xúc tác để cảm hóa được nhiều điều trên thế giới này lắm. Không phải cái gì nó xảy ra A thì mình cũng trả lại nó B, chúng ta tạo ra một lối đi mới. Đó là một trong những cái cách mà chúng ta đón nhận được bình an nhất. Không biết là hai vị giám khảo có xúc cảm gì sau khi xem xong phần trình diễn của bạn ạ? Em đã thành công ngay từ khi mà bước lên sân khấu với một bộ dạng rất là mộc mạc như này. Cảm ơn ạ. Từ cặp kính cận rất là thư sinh đến mái tóc đôi khi là lười không cắt, tại vì là quá tập trung vào nhạc. Anh cảm giác như thế. Khi mà anh để ý thấy em chỉ cần đứng một chỗ thôi mà người ta thấy được cái hồn của em truyền vào bài hát, đấy là cái thực sự là em cực kỳ thành công. Và anh mong là em hãy luôn giữ cái sự mộc mạc này của mình, tại vì vốn dĩ rap Việt rất cần những con người như thế nhá. Cảm ơn anh. Và một cái điều mà làm anh nể phục hơn nữa, đó là một người nghệ sĩ khi mà viết lên câu chuyện của người khác mà lại tạo được xúc động mạnh như vậy thì đấy là cái điều thành công. Anh thì anh may mắn gần đây anh mới lên chức bố, được làm bố. Nhưng mà khi nghe bài hát của em thì anh không cảm thấy mình giống như một người bố mà giống như một người con thôi. Thấy là trái tim mình như kiểu thôi thúc điều gì, chỉ muốn về nhắn tin nói với bố mình một lời yêu thương. Và cảm ơn em đã làm được điều đấy cho bọn anh. Cảm ơn anh ạ. Thực sự ra cái điều mà đáng nói ở đây á, là em tái hiện lại cái em đã xem bằng rap rất là tốt. Cái em viết ra trong đó nó có tính tượng hình rất cao, và nó có tính tác động trực tiếp đến cảm xúc của người nghe rất lớn. Để có được cái điều đó thì anh nghĩ là cái người nghệ sĩ trong em nó cũng trải qua rất nhiều những cái thăng trầm. Vậy cho anh hỏi, cái lúc em bế tắc nhất, cái áp lực lớn nhất trong đời của em đã từng trải qua nó là gì? Ra thì em không kể được. Em không muốn kể về nó à? Dạ vâng. Vì sao? Tại vì em vượt qua nó rồi ạ. Ok, bằng một cách nào đó chúng ta không có quay lại cái điều chúng ta đã cố gắng vượt qua. Em sẽ giữ nó cho riêng mình ha. Bố mẹ em có đến đây xem em không? Có, hôm nay có bố em đến xem em ạ. Em mời chú lên sân khấu ạ. Chú giới thiệu một tí về mình đi ạ. Chú tên gì và đang làm công việc gì ạ? Tôi thì tên là Dương Bạch Long, đang công tác ở tại Bộ Tư pháp ạ. Ồ. Mình là làm việc trong ngành luật thì chú có kỷ luật lắm với con mình không? Cũng chia sẻ thật với lại quý vị, mặc dù là học luật nhưng mà cũng rất là chia sẻ với lại các con. Lúc bé thì cũng cố gắng là giữ kỷ luật, nhưng mà rồi đến lúc mà khi các cháu, các em nó lớn rồi, 13, 14 tuổi trở ra thì chúng tôi rất là tôn trọng cái ý thức của các cháu. Con cảm ơn chú đã rất là tâm lý. Chú có thấy con mình nó hơi quá nhiều cảm xúc không? Thì thật ra cũng chia sẻ thêm với lại các quý vị thì Thành là một người rất là cá tính. Từ năm 12 tuổi là đã cố gắng là sống theo kiểu tự lập rồi. Và cũng sống nó hơi khép mình một tí. Nhiều khi là bố mẹ cũng rất là muốn động viên, chia sẻ với lại anh chị em trong nhà. Nhưng mà Thành thì sống với lại cái nội tâm mình cũng hơi nhiều, cũng rất là khó để vượt qua được. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi thấy rằng là Thành cũng đã được vượt qua được chính mình. Giờ con cảm ơn chú vì sự có mặt của ngày hôm nay. Chú có thấy hãnh diện không khi nãy giờ con mình thi mà ba huấn luyện viên người ta đều bấm chuông ạ? Thật ra thì bố mẹ luôn luôn tự hào về con. Dạ. Dù là nhiều khi bố hoặc là mẹ cũng không thể hiện ra cái thật, cái vẻ ra bên ngoài, nhưng mà trong thâm tâm luôn luôn muốn là luôn luôn là ủng hộ con và muốn con thành là thành công. Và người Việt cũng sẽ rất tự hào khi có được những người bố mẹ như cô chú. Thưa hai vị giám khảo, những câu chuyện đã được chia sẻ và tôi hy vọng là có bố bạn ở đây, chú sẽ cùng nhận niềm vui chung với bạn. Theo hai bạn, anh chàng của chúng ta sẽ về với ai? Cho anh nói đôi lời. Anh là người đầu tiên bấm chọn em, bởi vì anh nhận ra là anh có thể làm gì cho em. Và anh nhận ra mình có những điểm chung, có thể kết nối nhau như thế nào sau cái buổi hôm nay. Và quan trọng nữa là em nên nhớ em đang hát trên nền bài Cha và bài anh đã từng thể hiện. Và anh nghĩ là em phù hợp với anh. Mọi thứ đều thua xa bởi một chiếc xích lô. Chả chẳng có gì cả, tôi muốn nghe những lời cha. Tôi muốn nhận ra, mỗi lần qua cha vì con hy sinh. Đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản. Bên gì?
theo anh nghĩ là để em tự đặt mình vào một cái nỗi đau mà mình không cần phải có. Bản thân nó là một cái sự hy sinh rất là lớn ở trong nghệ thuật đối với anh. Mặc dù anh rất là thuyết phục là style của em rất giống với Carrick, nhưng mà anh nghĩ anh có thể giúp em khai thác nó ở một cái khía cạnh khác nữa. Có thể anh sẽ không hy vọng làm cho nó tươi sáng hơn hay là buồn hơn đâu, nhưng mà anh biết anh có thể làm được, có thể lấy được những cái nỗi đau sâu từ bên trong em ra, và có thể nếu em đủ tin tưởng anh để em chia sẻ những điều đó với anh, mình khoan nói về âm nhạc giữa con người với con người, thì anh nghĩ anh sẽ làm được rất là nhiều điều cho em. Có nghĩa là trong cái đường hầm tối tăm đó, Binzy muốn là cây đèn pin để bạn thấy rõ hơn chút xíu. Suboy, Suboy muốn lùi một bước. Tại vì Su cảm thấy là hai người này thật sự có cái gì đó mà có thể giúp em được. Còn Su thì Su chỉ nói là cái thế giới nội tâm á, nó không có gì sai hết á. Nó chỉ là bố của em rất là quan tâm tới em. Bố của em có thể là mong chờ một cái sự bày tỏ của em thôi. Cái sự lựa chọn này chị sẽ lùi lại. Cảm ơn chị. Có lẽ là Suboy nhận ra được một điều gì đó rất là mãnh liệt đến từ hai vị huấn luyện viên còn lại. Và xin cho hỏi ý kiến của ban giám khảo, Hydra nên thuộc về ai? Sau khi mà phân tích cái tất cả những điểm mạnh của bạn, cũng như là khả năng Carrick cũng như là Binzy có thể mang lại, thì bọn anh nghĩ là em sẽ cần một người mà có thể nắm bắt được cái khả năng tư duy của em để em có thể phát triển được một cách tối đa, tối ưu nhất và thuận lợi nhất. Ok, bọn anh sẽ cùng đưa ra quyết định. Một, hai, ba. Carrick. Chúc mừng bạn đã về với đội của Carrick. Chúc mừng cho huấn luyện viên Carrick đã nhận thêm được một chiến binh giàu cảm xúc về đội của mình. Em thật sự rất cảm ơn anh Carrick. Em rất mong là trong chương trình này thì anh có thể giúp em level up lên thật là nhiều. Và em cảm ơn anh. Thì bố cũng rất là vui khi mà được xem con diễn ở trên một cái sân khấu lớn như này. Và rất là tự hào về con và mong muốn con rằng là sẽ cố gắng hơn nữa và đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Được không?